này là các bạn đang thả keo nha. Thả nhanh lên đi. Chưa nữa, vẫn không còn thằng thiếu nữa, chưa về được. Này đang thả thằng thiếu à, anh cho mấy đứa về rồi. Chị Hương nhanh tay lên nè. Rồi lên liền. Xíu nữa lại rồi. Đi mày. Xíu nữa lại rồi. Chút rồi không? Rồi. Đây bên đây là mấy anh chạy giải nha. Mấy anh chạy giải. Đó. Mấy anh chạy giải. Đây mấy anh thợ cắt nha. Đang cắt giòn nha. À, anh Tùng vẫn đang cắt giòn á. Chờ nó ép ba thằng thiếu kìa. Không phải ngày cuối cùng công ty. Quay mấy anh em đang cắt thôi chứ gì đâu. Lại cà phê lại còn lại ngon. À, anh Tùng anh đang cắt nè. Nó đang cắt gòn nha. Những cái chi tiết của cái ba lô. Đây anh này anh đang khối hàng nè. Trơn. Cái đó là anh Nghĩa nha. À máy này máy chạy giải nha các bạn. Máy chạy giải nha. Đó. Đây anh Ngọ anh cắt đang cắt lưới nha các bạn. Lưới để mài cái ba lô á. Đó, thấy anh cắt điêu luyện dữ không? Thợ này cũng mười mấy năm rồi nha các bạn. Thợ cắt này á. Kinh nghiệm cũng khoảng 12 năm rồi đó. Mùa dịch mà đeo khẩu trang mới được. Đó, thấy anh cắt đi liền không? À, anh ta cắt xong anh cột nè các bạn. Này là các bạn đang thả keo nha. Thả nhanh lên đi. Chưa nữa vẫn không còn thằng thiếu nữa, chưa về được. Này đang thả thằng thiếu à, anh cho mấy đứa về rồi. Chị Hương nhanh tay lên nè. Rồi lên liền. Xíu nữa lại rồi. Đi mày.
chút rồi không? Rồi. Đây bên đây là mấy anh trả giải nha. Mấy anh trả giải. Đó. Mấy anh trả giải. Đây mấy anh thợ cắt nha. Đang cắt giòn nha. À, anh Tùng vẫn đang cắt giòn á. Chờ nó ép ba thằng thiếu kìa. Không có ngày cuối cùng công ty. Quay mấy anh em đang cắt thôi chứ gì đâu. Lại cà phê lại còn lại ngon. À, anh Tùng vẫn đang cắt nè. Nó đang cắt giòn nha. Những cái chi tiết của cái ba lô. Đây anh này anh đang khối hàng nè. Trơn. Cái đó là anh Nghĩa nha. À máy này máy chạy giải nha các bạn. Máy chạy giải nha. Đó. Máy chạy giải. Đây anh Ngọ anh cắt đang cắt lưới nha các bạn. Lưới để mài cái ba lô á. Đó, thấy không? Thấy anh cắt điêu luyện dữ không? Thợ này cũng mười mấy năm rồi nha các bạn. Thợ cắt này á. Kinh nghiệm cũng khoảng 12 năm rồi đó. Mùa dịch mà đeo khẩu trang mới được. Đó, thấy anh cắt đi liền không? À, anh ta cắt xong ảnh cột nè các bạn. Đang cắt vòng nha các bạn. Đang cắt những cái chi tiết ra đó. Số lượng nhiêu vậy chứ anh? Quét
máy cắt dòng. Quay em luôn chứ. Em này là cắt mười mấy hai chục năm rồi đó. Ghê không? Em này kinh nghiệm lâu rồi, lâu năm rồi. Đi cua ghê không? Cua chéo ấu với cua chữ O. Cái này là anh đang theo dõi mấy em coi mấy em làm cách sao mà. Này là anh quái nha, anh quái anh đang cắt giải à. Quái giật. Quái giật. Cũng tầm vào. Đây là ép nhãn nè. Rõ lắm. Hai. Đánh số đi em. Vậy. Em đánh số đi. Này là tay thiện xạ đánh số luôn nha các bạn. À, không có đăng nha, đăng lên tôi quýnh một cái là chết quay rồi. Đây là chỗ đánh số nha các bạn. Kho bán thành phẩm. Này là chỗ mình làm nha các bạn. Khu vực đánh số. Đây hàng làm hồng mẫu nha. Mai đi, mai bình thường đi. Này mai mẫu mà. Đang mai cho tổ vậy? Tổ nào? Tổ 8 mà. Tổ 8 bây giờ nó còn như người tiền. 16 người hả? Mỗi một tổ nó 30 mấy người mà. Mà nó bây giờ nó giãn cách ra còn có mười mấy người. Ego 3, 4 là nó...